Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình thân yêu chúng ta qua cái bản tin hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước hết cho Long kính chúc đại gia đình mình luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, ngay từ bây giờ Long muốn chia sẻ cho cả nhà mình qua một cái đề tài rất là thú vị. Với cái nhan đề của đề tài hôm nay đó là nhan đề vô ơn hay không vô ơn. Và vô ơn với ai? Vô ơn với người nào? Và vô ơn trong cái điều kiện gì? Ngay từ bây giờ Long xin mặn phép chia sẻ cho đại gia đình chúng ta. Thì nói như vậy thì cả nhà mình cũng thừa biết rồi, từ đầu đến cuối về cái câu chuyện của người vô ơn thì được cộng đồng mạng nhắc rất là nhiều. Với cái cụm từ vô ơn này thì thưa quý vị, hiện nay chỉ cần lên YouTube thì chúng ta có thể chỉ gõ từ vô ơn thì nó sẽ ra tất cả những cái kênh YouTube mà họ nói về cái đề tài này. Thì bây giờ Long xin phân tích lại cái câu chuyện người vô ơn, mà người đó là ai, và vô ơn với ai, vô ơn những gì, vô ơn như thế nào gọi là vô ơn. Thì bây giờ chúng ta cần phải kể ra những cái sự vô ơn đó. Mình phải nói rằng là trước hết là vô ơn người con, vô ơn với người cha, và người cháu vô ơn với cô, người cháu vô ơn với chú, và nguyên cả dòng họ. Và đồng thời nữa, cái người vô ơn này họ vô ơn với tất cả những người thân của cha mình. Những người thân của cha mình thì trong đó rất là nhiều quý vị nha. Một là đồng nghiệp này, thứ hai đệ tử, thứ ba học trò, thứ tư là con nuôi. Rồi thêm nữa, vô ơn với tất cả các cái kênh YouTube đã từng đứng lên ủng hộ cái người con vô ơn này. Rồi nói đến cái người vô ơn này còn vô ơn với tất cả các cô chú, ông bà và các chị em trên cộng đồng mạng nữa. Như vậy thì cho chúng ta thấy cái sự vô ơn này nó quá tràn ngập, và nó quá ư rằng là bây giờ thậm chí rằng là không thể kể xiết nữa quý vị. Cái sự vô ơn này không thể kể xiết nữa. Thì bây giờ chúng ta lần lượt vô ơn với cha mình là vô ơn như thế nào? Có nghĩa là cha mình đã cưu mang mình từ lúc còn nhỏ cho đến khi mình trưởng thành, mình đã lên chức bà ngoại, mà chưa một lần báo hiếu cho cha mình bất cứ một điều gì. Mà nào là bao nhiêu cái tiếng gọi rằng là, ví dụ tôi nói cô Văn Tiên ở Mỹ gửi về 3.000 đô cho ba qua tài khoản của con, thì con lập tức ém lại 2.000 đô, chỉ đưa cho ba có 1.000 đô thôi. Như vậy thì quý vị, nếu phải lấy, người ta thường thường 3.000 đô, ta lấy chừng cỡ 100 đô, 50 đô, hoặc nhiều lắm thì có nghĩa rằng là 300 đô là giữ được, cái này lấy đến 2.000 đô. Chỉ đưa lại ba mình có 1.000 đô. Rồi vô ơn với ba mình là đã từng nhiều lần cày két sắt để lấy tiền của ba mình. Chứ từ nãy giờ chưa thấy cái chuyện mà có ơn nha, vô ơn không. Rồi thưa với quý vị, vô ơn với cô, với chú mình đã từng, mặc dù không nhiều nhưng vẫn có bồng ẩm, nuôi dưỡng, đưa đón, ăn học các kiểu, đúng không? Cũng có, không nhiều cũng ít, không ít cũng nhiều, điều đó. Mà bây giờ lại vô ơn với chú mình, quay trở lại cho người khác chửi chú mình, chửi cô mình, chửi em mình. Như vậy là có phải vô ơn không? Và thậm chí nữa, ngày trước ba mình còn sống cưu mang cô mình với em mình, rồi đến khi ba mình nằm xuống cái là mình đuổi thẳng cổ cô mình, gia đình cô mình ra ngoài.
thân sơ sắc sở như vậy. Rồi tiếp tục, vô ơn với tất cả những cái kênh YouTube dù lớn dù nhỏ, đáng cha đáng chú đáng ông bà mình vẫn kêu là toàn là mấy thằng mấy con cho cái mấy cái tập đoàn mỏ hỗn vô chửi là cái gì bất chấp. Người ta đáng cha đáng mẹ đáng ông bà mình cũng chửi bằng thằng này con nọ, à, chửi tục chửi tiểu, à. Rồi thêm cái nữa là vô ơn với cộng đồng mạng đã cưu mang mình, ủng hộ mình từ cái ngày mình lên trên Hoa Viên, mình kêu gọi các cô các chú ơi, ông bà ơi, ủng hộ cho con để lấy lại danh dự cho ba con. Thì nhiều người trên cộng đồng mạng vì thấy cái lời kêu gọi như vậy, à, rất là xót xa nên vào tập trung vào để mà ủng hộ. Rồi bây giờ người ta ủng hộ xong rồi quay lưng trở lại chửi người ta. Rồi những người trên cộng đồng mạng, cô chú, những người ông bà già lớn tuổi, thậm chí làm tiền không ra, con cháu cho được mấy đồng tiền, cũng dành dụm, cũng mua hàng ủng hộ. Rồi cuối cùng đó, thưa với quý vị, cùng nhiều khi đó, à, bây giờ bán hàng mắc rẻ chuyện đó tôi chưa nói, nhưng mà có một số thông tin là người ta trả tiền rồi mà không chuyển hàng cho người ta. Cái điều đó là điều đáng lên án. Là vô ơn như vậy hay là vô ơn hơn? Rồi thậm chí nữa là dẫn dắt cộng đồng mạng, trong đó có những người đáng tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha, tuổi chú, tuổi anh chị mình, cũng dẫn dắt hơn một năm mấy trời vẫn nói là con ruột, con ruột. Như vậy thể hiện cái sự vô ơn này quá rộng rãi trên cộng đồng mạng. Quá nhiều người, dù lớn đến nhỏ, ai cũng coi như rằng là đánh đồng cả. Và đối xử giống như là một cái kịch bản viết ra rõ ràng và thậm chí là được phê duyệt qua những cái bàn tay mà lông lá của những con người mà nó thật quý vị chẳng ra gì, giống như cái con quạ đen, cái chị đại gia 8.000 tỷ mà bây giờ đi bán mắm tôm, bún đậu mắm tôm. À, thưa quý vị, như vậy thì quý vị nghĩ sao về cái câu chuyện này giữa cái con người mà gọi rằng là đại gia mà đi không có đổi mà tiền mua một chiếc xe để đi, và nhà cũng không có một cái nhà nhỏ để ở, tối ngày chỉ đi muốn mướn nhà trọ, thuê nhà trọ ở những chỗ này ở chỗ kia, đi toàn là đi xe Grab, xe taxi, thì quý vị nghĩ như thế nào? Vậy có vô ơn không mà nghe lời những con người này rồi quay trở lại vô ơn với những người thân, những người từng giúp đỡ mình, thì hỏi như vậy là đúng chưa? Rồi vô ơn luôn cả, ví dụ như người anh, có nghĩa là cùng cảnh ngộ với mình, đó là anh hai, đã từng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn ngặt nghèo, cái thời mà thân sơ thất sở đó. Thì cuối cùng anh hai đã từng giúp mình, anh hai ơi em đóng tiền nhà, anh hai ơi em đóng tiền gốc thế này thế nọ. Rồi đến bây giờ có của ăn của để do cộng đồng mạng ủng hộ, rồi cũng quay trở lại chính đồng tiền đó là chà đạp anh hai này. Quý vị nghĩ như thế nào trong câu chuyện này? Tôi thấy rất là đau lòng. Và hơn thế nữa thì thưa với đại gia đình mình, cái câu chuyện này nếu mà chúng ta không kịp thời phát hiện ra để chúng ta nói lên cái sự thật đó, thì chắc chắn cái người vô ơn này họ sẽ làm những việc còn tồi tệ hơn nữa. Và thậm chí họ coi thường kể cả những người xung quanh họ, những người lớn tuổi, đáng tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha, tuổi chú họ, tuổi anh, tuổi chị họ. Và kể cả rồi đây họ sẽ được đừng chăng họ lắng đến đằng đầu, thậm chí họ qua mặt luôn, kể cả coi thường luôn kể cả pháp luật này. Đó, quý vị thấy chưa? Cuộc đời là vậy đó. Nói chung quy lại, tóm tắt lại cái sự vô ơn của một con người, nó nằm ở chỗ nào? Đó là mình liệt kê ra cái sự vô ơn của một người. Thì thưa với đại gia đình chúng ta, vô ơn đủ cái. Nhưng mà ở đây mình mới Long mới nhắc lại cái câu chuyện mà 3.000 đô thôi. Nhưng mà riêng cô Văn Tiên á, ở Mỹ cô nói rằng là riêng cái tiền mà lấy của ba mình trong đó đến 9 lần lận quý vị, chứ không phải là một lần, mà 9 lần này là lấy tiền khác nhau. Như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào về một người con mà đối với người cha mình như vậy? Tại sao? Tại sao mà làm như vậy? Tại sao phải có những cái hành vi như vậy, cái hành động như vậy?
Đó. Bởi vậy tại sao nói rằng là cha không lo cho con lúc đương thời, lấy thấy con khổ cực đi bán cá ngoài chợ, thậm chí ở nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn mà cha không lo, thì chắc chắn trong cái câu chuyện này nó phải có những cái gì nó sâu xa, nó ẩn khuất trong cái câu chuyện này, thành ra người cha mới đối xử như vậy. Chứ nếu con hiền ngoan đàng hoàng, tử tế lịch sự, lo ăn học, đến nơi đến chốn có nghề nghiệp ổn định, nghe lời cha dạy bảo, thì đâu có phải mà đến nỗi phải ra như vậy. Tại sao có nhiều người cho rằng tại sao con của mình mà không cho về nhà ở, mà lại đem em gái với cháu gái về nhà ở, thì cái nguyên nhân cũng từ ở đó mà ra thôi. Quý vị có hiểu không? Đó, tôi nói là cái điều đó là đương nhiên. Thật sự. Tại sao? Con mình mà không cho về nhà ở, không đưa về nhà ở, mà để ở nhà trọ, mà đưa em gái cháu gái về nhà ở, thì quý vị cũng hiểu như thế nào rồi. Rồi, thì thôi đến đây Long cũng xin giới thiệu mặt hàng. Đây là những cái nước hoa hương vị rất là ngọt ngào, thơm ngọt. Và nước hoa này là có hương hoa Pháp quý vị nha. À, của Pháp. Rất là thơm, 300ml trong một chai, như vậy là 300ml. Thưa quý vị, có giá niêm yết của công ty là 590.000 đồng, nhưng mà riêng Long hôm nay Long mở hàng Long bán, thì Long thưa với quý vị, Long bán mỗi chai như vậy là chỉ có 290.000 đồng. À, 290.000 đồng. Quý vị nếu ai mua thì hôm nay là Long giảm giá đặc biệt luôn cho quý vị, một chai là 290.000 đồng, giá niêm yết của công ty là 590. Thưa chúng quý vị, nếu quý vị xài, bảo đảm là đây là mùi của nam nha, và đây là mùi của nữ, nó có nhiều màu sắc khác nhau và hương vị khác nhau rất là nhiều, chứ không phải là bấy nhiêu thôi. Thì thưa với quý vị, đây là một cái mùi thơm đặc biệt. Nếu ai ở trong văn phòng, ngồi trong văn phòng máy lạnh làm việc, xịt mùi thơm này có thể kéo dài từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Còn nếu ai đi ra ngoài thì có thể là từ 8 đến 10 giờ đồng hồ mùi thơm. Còn nếu quý vị mà xịt lỡ bay trên áo của mình, quý vị không có giặt, quý vị mặc một ngày đã không giặt, quý vị đem về treo trên nhà, trong nhà 3 ngày sau, 5 ngày sau vẫn còn thơm. Thưa quý vị, giá chỉ có 290.000 đồng. Thưa quý vị, nam nữ giá cũng như nhau. À, mà ở đây Long thưa với đại gia đình là Long khai trương hôm nay Long bán, ai mua Long bao ship toàn quốc luôn, bao ship toàn quốc nha. À, bao 290.000 mà bao ship toàn quốc. À, hôm nay, à, thưa quý vị, Long sẽ bán trong 3 ngày đầu tiên. Hôm nay là ngày đầu tiên nè, hôm nay là ngày 27 nè. Đến ngày 30 là 290k bao ship. Còn từ ngày qua ngày 30 thì sẽ cộng tiền ship nha quý vị. Rồi, thưa quý vị, nếu ai ủng hộ Long, luôn cả mật ong hay là mật dâu, mật tắc, tôm khô, cá khô, ủng hộ Long qua số điện thoại 0906125479. Rồi Long xin ghi số điện thoại trên màn hình nha. Rồi Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Chúc đại gia đình vui vẻ, sức khỏe và bình an.